Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 1. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, nhưng ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phối hợp với thành phố Điện Biên Phủ giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm. Năm 2021, tình hình nhân dân các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chủ trương chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai, thực hiện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, làng trẻ em SOS và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô khẳng định, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, nhưng ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngành đã chủ động tham mưu cho tỉnh cũng như phối hợp tốt với các sở ngành, các địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt là đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, bước vào năm 2022 với nhiều thách thức, nhất là nhiều dự án lớn sẽ được triển khai. Do đó, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu tốt cho tỉnh trong việc quy hoạch, sử dụng đất, đấu giá đất, tăng cường công tác quản lý nguồn lực tài nguyên, môi trường, tạo động lực cho kinh tế xã hội của tỉnh được bền vững. Đặc biệt, hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên môi trường, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước từ nguồn lực đấu giá đất. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tại hội nghị này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Lãnh đạo sở đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án Nhân dân 2 cấp năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Giang Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố. Năm 2021, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Điện Biên thụ lý trên 3.000 vụ việc, trong đó số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 96%, công bố 2.280 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Công tác xét xử hình sự được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình đảm bảo đúng thời hạn quy định. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với yêu cầu nghị quyết của Quốc hội đề ra. Triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh xác định tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tòa án, tập trung bổ sung các giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Thị Hoa đã biểu dương những kết quả mà Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Đồng thời cần tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp, tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa luật hòa giải, đối thoại tại tòa án đến người dân, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh. Tòa án Nhân dân tối cao tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo 160 tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân tộc tôn giáo năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021, tình hình nhân dân các dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chủ trương chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai thực hiện.
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên. Nhân dân các dân tộc, đồng bào tôn giáo nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quán triệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đối tượng, địa phương, đơn vị, tăng cường quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình địa bàn. Hôm nay, Công an thành phố Điện Biên Phủ tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự hội nghị có Đại tá Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ. Năm 2021, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác tham mưu luôn chủ động kịp thời được chính quyền ghi nhận đánh giá cao, thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời làm tốt công tác điều tra xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiềm chế hiệu quả sự gia tăng của các loại tội phạm về trật tự xã hội. Tình hình trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu trên 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020. Huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, tập trung triển khai có hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp quản lý căn cước công dân, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tham mưu cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp khoanh vùng, lập chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh. Sáng nay, Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay từ đầu năm 2021, xác định những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành công thương đã tích cực chủ động phối hợp với các sở ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, kịp thời tham mưu với cấp trên giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá ở một số ngành sản xuất trọng điểm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm 2020. Bên cạnh đó, hoạt động lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại trên thị trường được duy trì ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020. Trong năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ đạt 82 triệu đô la Mỹ, đạt gần 84% kế hoạch năm. Năm 2022, ngành công thương xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành công thương tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thủy điện đang triển khai để sớm đi vào vận hành khai thác, xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư đối với đường dây 110 kV, phát triển hoàn thiện hệ thống lưới điện nông thôn. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, đảm bảo cân đối hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng, tăng cường công tác theo dõi giám sát tình hình thị trường, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn. Nhân dịp này, Sở Công Thương công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 đối với 2 sản phẩm: hộp đựng trà của hợp tác xã đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh, bộ sản phẩm khăn piêu, khăn tay, khăn quàng cổ của hộ kinh doanh Lò Văn Phong, thành phố Điện Biên Phủ. Sở Công Thương tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tác động lớn đến thực hiện nhiệm vụ của ngành. Song Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề ra các giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực công tác của ngành và đạt được các kết quả nhất định. Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho hơn 9.000 lao động, đạt trên 102% kế hoạch năm. Tuyển mới đào tạo nghề cho gần 8.200 người. Tổ chức cai nghiện ma túy cho trên 1.000 người, đạt 110% kế hoạch năm. Trong đó cai tại trung tâm gần 600 người, cai tại gia đình và cộng đồng hơn 400 người. Năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng.
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị lãnh đạo ngành cần quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bám vào nghị quyết số 18 của tỉnh ủy, tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, linh hoạt hiệu quả thực hiện mục tiêu kép, tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tối đa sự trông chờ ỷ lại của người dân, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho tập thể Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 cho một cá nhân. Hôm nay 14 tháng 1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Điện Biên với lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trải qua 5 đợt dịch, tính đến 7 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022, lũy tích F0 toàn tỉnh là 1.213 bệnh nhân, đã điều trị khỏi và xuất viện 585 bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt trên 97%, mũi 2 đạt 88%, đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và an toàn tiêm chủng. Chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm về các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn, đồng chí Vừa A Bằng nhấn mạnh, do là địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nguồn lực để đáp ứng với công tác phòng chống dịch còn nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động. Tuy nhiên, tỉnh Điện Biên đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần nghị quyết của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, triển khai các phương án điều trị, cách ly y tế tập trung đảm bảo theo quy định nhưng phải phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc tại địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động người dân hiểu và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 mà tỉnh Điện Biên đã đạt được, đồng thời mong muốn được chia sẻ mô hình điều trị và cách ly y tế tập trung mà tỉnh Điện Biên đã áp dụng hiệu quả cho các nước trên thế giới. Ông cũng bày tỏ quan điểm trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác lâu dài với Việt Nam và đặc biệt là tỉnh Điện Biên trong việc nâng cao chất lượng hệ thống y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế, từ 21 giờ đêm qua 13 tháng 1 năm 2022 đến 12 giờ trưa nay 14 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 55 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại các địa phương gồm huyện Tuần Giáo 37 ca, huyện Tuổi Chùa 8 ca, huyện Điện Biên 4 ca, huyện Mường Ảng 3 ca, huyện Mường Trà 1 ca, huyện Mường Nhé 1 ca và thành phố Điện Biên Phủ 1 ca. Trong số 55 ca mắc mới từ đêm qua đến trưa nay có 3 ca mắc cộng đồng, còn 52 ca phát hiện trong khu cách ly và khu vực phong tỏa. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 12 giờ trưa nay 14 tháng 1, tỉnh Điện Biên ghi nhận 627 bệnh nhân mắc COVID-19. Các bệnh nhân điều trị khỏi bệnh đã được xuất viện, hiện còn 676 bệnh nhân đang điều trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, làng trẻ em SOS và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Chúc Tết Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và làng trẻ em SOS, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng đã gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, các mẹ, các cháu đón năm mới Nhâm Dần đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn thời gian tới tập thể cán bộ và các mẹ tại hai đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thăm chúc Tết các gia đình ông Lò Trọng Đại, thương binh 91% ở tổ 6 phường Nong Bua và ông Lò Văn Cáu, bệnh binh 61% bản Nong Bua, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, tặng quà và chúc các gia đình chính sách vui xuân đón Tết đầm ấm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 14 tháng 1, Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng tổ chức thăm tặng 400 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Mường Ảng. Mỗi suất quà 600.000 đồng tiền mặt được đại diện Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup trao đến tận tay các hộ nghèo của 4 xã Ảng Cang, Mường Đăng, Ngối Cái và Mường Lạn, huyện Mường Ảng. Đây là hoạt động ý nghĩa được Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức hàng năm nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại những nơi đến thăm, đại diện Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup đã ân cần thăm hỏi động viên cũng như gửi lời chúc đến các gia đình một năm mới vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Ngày 13 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Him Lam. Đến thăm chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh, thương binh 23% ở tổ 9, ông Tống Văn Thóng, thương binh 23% ở tổ 11 phường Him Lam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc các đồng chí thương binh năm mới nhiều sức khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành luật công chứng. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 5 năm triển khai thực hiện, luật công chứng đã đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả cụ thể, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, giá trị sử dụng bản dịch, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, thương mại cũng như góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Số lượng và tính chất giao dịch công chứng ngày càng tăng và đa dạng. Cụ thể, trong 5 năm thi hành luật công chứng từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công chứng được hơn 27 triệu việc, chứng thực chữ ký giấy tờ, tài liệu, chứng thực bản sao từ bản chính được gần 52 triệu việc. Tổng số phí công chứng thu được khoảng gần 8,5 nghìn tỷ đồng, phí chứng thực thu được gần 346 tỷ đồng, tổng số tiền nộp thuế và nộp ngân sách nhà nước khoảng gần 1.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đa số các văn bản công chứng đều đảm bảo an toàn pháp lý. Số lượng vụ việc phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng khá thấp. Nhiều địa phương không có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại và tố cáo trong hoạt động công chứng của các cơ quan quản lý nhà nước đã được thực hiện khách quan, đúng thẩm quyền, hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh, phát triển nghề công chứng. Sáng nay 14 tháng 1 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối Nội chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo 8 cơ quan đơn vị khối nội chính của tỉnh. Năm 2021, khối thi đua nội chính tỉnh đã triển khai công tác thi đua khen thưởng với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị trong khối, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Công an tỉnh gắn với chủ đề chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả đã tích cực tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, khát vọng cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, suy tôn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu cờ thi đua cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tặng bằng khen cho 4 đơn vị, đó là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời thống nhất 6 nội dung trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2022. Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, tạo động lực mới cho các đơn vị trong khối triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 2, khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, các cấp hội đã tập trung triển khai chủ đề công tác năm là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình được chú trọng. Qua đó đã có gần 120 tập thể, hơn 220 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Vai trò của các cấp hội trong vận động xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tham mưu đề xuất, tham gia ý kiến vào giám sát, tham gia xây dựng đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.
việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2021 đã kết nạp mới gần 1.400 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 118.400 hội viên. Tiếp tục duy trì gần 190 nhóm cổ phần tài chính tự quản với gần 4.300 thành viên, vận động tạo nguồn vốn trên 45 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp trên 20.000 hội viên phát triển sản xuất, từ đó có gần 500 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung trao đổi chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác hội và phong trào phụ nữ, tham gia vào các dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Nhân dịp này có 17 tập thể được nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2 cá nhân được tặng danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu năm 2021, hội trao tặng 9 máy tính xách tay cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Chương trình thời sự tối nay đến đây cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.